kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Liệu có dám đốt lò cho tới cùng? Bài viết của tác giả Phương Thảo được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Chống tham nhũng ở Việt Nam có tiến bộ. Sau một năm ra chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có nhiều vụ trọng án được đưa ra xét xử, nổi cộm là vụ xử các quan chức ngân hàng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Một cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt giam và xử án nặng vì tham nhũng. Cùng với việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức mang về Việt Nam để quy án, có thể cho thấy quyết tâm chống tham nhũng cho đến cùng của phe cánh ông Trọng. Động cơ tham nhũng không ngoài việc khẳng định tính chính danh của Đảng Cộng sản, vốn đã bị mài mòn quá nhiều vì tệ nạn tham nhũng tràn lan và củng cố quyền lực của Đảng trong thời kỳ mà sự đe dọa tự chuyển biến, tự diễn tiến, đang diễn ra một cách tự nhiên theo trào lưu phát triển của xã hội văn minh. Nỗ lực chống tham nhũng của ông Trọng đã được phần nào ghi nhận khi mà chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam đã tăng lên 2 bậc trong năm 2017. Sự thăng hạng này được báo chí lề phải đề cập đến và tung hô như là kết quả nổi bật đạt được qua những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, chính ông Trọng cũng tự nhận các phiên tòa xét xử tham nhũng của đồng chí ông ngày càng đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Với chiến thắng kép lẫy lừng, lấy được lòng của không ít người dân trong nước và cả hải ngoại về quyết tâm triệt để chống tham nhũng, lại vừa được quốc tế công nhận thông qua việc cho lên hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng, thì kết quả công cuộc đốt lò của ông Trọng cho tới giờ đã thành công hơn mong đợi. Đề nghị chung cho toàn cầu. Với kinh nghiệm làm việc trong hơn 100 quốc gia trên thế giới, đã giúp Tổ chức Minh bạch Thế giới kết luận rằng các nhà hoạt động và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống tham nhũng. Và vì vậy, tổ chức này kêu gọi chính phủ và doanh nghiệp các nước phải tích cực khuyến khích tự do ngôn luận, truyền thông độc lập, bất đồng chính kiến và một xã hội dân sự cởi mở. Dù luôn cho rằng tự do ngôn luận không bị giới hạn ở Việt Nam, nhưng chỉ nhìn các cá nhân bị kỷ luật vì nói xấu lãnh đạo trên Facebook hay những người biểu lộ thái độ chống đối Formosa đã phải chịu án tù từ 9 đến 10, thậm chí là 14 năm như chị Nga, mẹ Nấm hay Hoàng Đức Bình, thì sẽ nhận ra rằng không có tự do ngôn luận, cho dù là tự do ngôn luận vì môi trường. Các bản án dành cho những người bất đồng chính kiến mới đây như Trần Hoàng Phúc 6 năm, Vũ Quang Thuận 8 năm, ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù liên quan đến Điều 88 thì sẽ thấy làm người bất đồng chính kiến là trái pháp luật và chỉ có một kết cục duy nhất là đi tù. Truyền thông độc lập như Việt Nam Thời báo, một tờ báo độc lập hiếm hoi trong số hơn 800 tờ báo chính thống, vẫn tiếp tục bị nhà cầm quyền ngăn chặn, không cho người dân tiếp cận với thông tin của trang này ở trong nước, thì rõ ràng truyền thông độc lập không hề có chỗ đứng ở Việt Nam. Một Tổ chức Minh bạch Thế giới còn đề nghị rằng cần phải giảm thiểu các quy định về truyền thông truyền thống và hiện đại, đảm bảo rằng các nhà báo có thể hoạt động mà không có cảm giác sợ bị đàn áp, đánh đập hay trả đũa. Các quy định về truyền thông ở Việt Nam luôn chịu sự chi phối của bộ 4T và chủ trương chính sách của Đảng. Theo đó, các vấn đề nhạy cảm không có lợi cho công cuộc chống tham nhũng ở một khía cạnh nào hay một ai đó sẽ bị cấm đăng, hoặc cho đăng rồi gỡ xuống, hoặc chỉ cho đăng một phần. Điều này thể hiện rõ trong các bài viết nêu thành tích tăng bậc chỉ số cảm nhận tham nhũng. Các chi tiết quan trọng hàng đầu có ảnh hưởng lớn đến sự minh bạch của một quốc gia là tự do ngôn luận và báo chí, tự do thông tin và biểu đạt, không gian cởi mở dành cho xã hội dân sự, bất đồng chính kiến, những vấn đề cốt lõi của dân chủ và tự do đều được các báo chí chính thống đồng loạt bỏ qua. Nếu được đảm bảo việc tiếp thông tin và bảo vệ các quyền tự do cơ bản trên, thì sẽ tận dụng được đà phát triển của mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nhằm ủng hộ và thúc đẩy cải cách ở cấp quốc gia và toàn cầu. Tuy nhiên, nghề làm báo, nhất là các nhà báo dám dấn thân cho công cuộc chống tham nhũng và các nhóm lợi ích, lại là luôn phải đối diện với nguy hiểm, rủi ro, bị hành hung, bị kỷ luật, bị cô lập, rồi bị thôi việc, hay cả bị ghép vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự để điều tra. Ví dụ cho sự không an toàn trong khi tác nghiệp chống tham nhũng, sai phạm của viên chức tại Việt Nam có thể kể đến là nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng đại diện văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, và Nguyễn Việt Chiến, phóng viên báo Thanh Niên, bị bắt giam năm 2008 trong vụ PMU18. Hoàng Khương năm 2012 phải chịu 4 năm tù. Quang Thế năm 2016 bị công an đánh đập
Và có rất nhiều trường hợp các phóng viên bị các nhóm côn đồ hành hung vì xung đột lợi ích khi đưa tin tiêu cực hay chống tham nhũng. Chiến lược riêng cho các nước châu Á. Riêng với vùng châu Á, Tổ chức Minh bạch Thế giới cũng đã đưa ra các chiến lược nhằm phòng chống tham nhũng hiệu quả là đề ra các luật và các thể chế có thể ngăn cản tham nhũng xảy ra ngay từ đầu, giảm bớt sự trừng phạt đối với tham nhũng, cải thiện không gian để xã hội dân sự lên tiếng, cải thiện tính toàn vẹn và giá trị. Trong đó, ở điểm kêu gọi giảm bớt sự trừng phạt đối với tham nhũng thì cần lưu ý rằng hệ thống công lý độc lập và chuyên nghiệp đối với đội ngũ cảnh sát và công tố phục vụ cho công lý mà không phải là phục vụ cho việc phô diễn quyền lực. Hơn nữa, xã hội dân sự và các chính phủ nên thúc đẩy các luật tập trung vào việc tiếp cận thông tin để giúp nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khi giảm cơ hội tham nhũng. Trong các chiến lược đề nghị này thì biện pháp phòng chống tham nhũng ngay từ đầu dường như là điều vụ bất khả thi khi mà tham nhũng đã ăn vào từng ngóc ngách của xã hội. Từ việc đút lót phong bì ở trường học, bệnh viện cho đến việc ăn giày hàng ngàn tỷ đồng ở các cơ quan nhà nước. Ngay cả với nhận định cảnh sát giao thông, một trong bốn ngành có tham nhũng nặng nhất, chỉ có dăm 30.000 thì làm sao gọi là tham nhũng. Để bao che cho hành động tham nhũng nhức nhối của cấp dưới đã là một rào cản cho việc quét tham nhũng đến tận gốc. Thậm chí, chiến dịch đốt lò được cho là tác nhân góp phần làm cho chỉ số chống tham nhũng lên hạng, cũng là hành động chống tham nhũng có chọn lọc. Người ta có thể thấy quan chức sổ khám gần đây là thân tín của ông Dũng, còn lại thì vẫn bình an vô sự như biệt phủ Yên Bái sau khi nộp phạt 5 triệu đồng. Các sai phạm diễn ra liên tục trong ngành y tế, mà người đứng đầu ngành là bà Kim Tiến vẫn tại vị. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được nhiều người cho rằng bình phong cho việc thanh trừng nội bộ nhằm củng cố địa vị và quyền lực của phe bảo thủ trong đảng cầm quyền. Điều này đã mâu thuẫn với một trong các chiến lược phòng chống tham nhũng hiệu quả theo Tổ chức Minh bạch Thế giới, với yêu cầu không phục vụ cho việc phô diễn quyền lực của cơ quan công quyền. Năm 2018, ông Trọng lên kế hoạch điều tra, xét xử và truy tố 21 vụ án tham nhũng kinh tế. Nhưng chỉ 21 vụ được đưa ra ánh sáng, thì còn lại, vô số các vụ khác sẽ ra sao? Cứ thử nhìn vào các con số mà kiểm toán nhà nước đưa ra thì đã có hơn 21 vụ sai phạm cần được xét xử. Đó mới chỉ là những con số của một số các dự án sai phạm hàng triệu đô la và sai phạm của ngành y tế, vốn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông Trọng liệu có dám làm theo các đề nghị về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, cho phép xã hội dân sự và bất đồng chính kiến hoạt động công khai, tự do để giám sát quá trình phòng chống tham nhũng, để cho chiến dịch đốt lò được diễn ra công khai, minh bạch. Điểm số hay bảng xếp hạng không góp phần làm giảm thiểu tham nhũng một cách hiệu quả, mà là sự kết hợp giữa các phương pháp, những thay đổi đáng kể và cải cách cần thiết mà chính phủ phải thực hiện. Với sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự, ông Trọng đã quyết về mặt đảng, còn chính phủ và xã hội dân sự sẽ nằm ở đâu trong bàn cờ chống tham nhũng này? Nhà báo Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị nội bộ Việt Nam sống ở Sài Gòn cho rằng đây có thể chỉ là khoảng yên lặng trước một cơn bão. Như trước đây trong 2 tháng 10 và 11 năm 2017, người ta cũng đã từng không nhắc nhiều đến ông Đinh La Thăng, để rồi sau đó ông bị kêu án tù giam vào cuối năm. Ngoài ra ông Dũng còn đưa ra lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Ông Trọng nói vào dịp trước Tết Nguyên Đán rằng trong lúc Tết thì không nên làm cho không khí nặng nề. Ông Phạm Chí Dũng đưa ra một số vụ án có thể được đem ra xử trong thời gian ngắn sắp tới đây. Sẽ có những động thái liên quan những cái mặt trận khác, chẳng hạn như là Vũng Nhôm 12-13, cái dự án trùm bền ngàn tỷ liên quan tới trách nhiệm của Bộ trưởng Công Thương trước đó là Bộ Vũ Huy Hoàng. Và cũng có thể là liên quan tới đất Kiên Giang của bí thư ở đó là Nguyễn Thanh Nghị, tức là con của Nguyễn Tấn Dũng. Và nói gì thì nói thì thế này, đây là năm 2018 là năm mà sẽ dự kiến là đảng sẽ đưa ra 21 vụ đại án để xử. 21 vụ đại án mà ông Phạm Chí Dũng đề cập đã được báo chí Việt Nam nhắc tới vào ngày 22 tháng Giêng năm 2018, khi ông Nguyễn Phú Trọng điều khiển cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Trong 21 vụ án đó sẽ có vụ án ông Đinh La Thăng liên quan đến Ngân hàng Đại Dương, được dự kiến đem ra xét xử vào ngày 19 tháng 3 năm 2018. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho biết đã có những thông tin là nhiều nhân viên Viện Kiểm sát đã về hưu, được huy động trở lại làm việc vì sắp tới sẽ có một khối lượng lớn công việc liên quan đến điều tra. Việc xét xử ông Đinh La Thăng, nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng sản bị công khai xử tù trong lịch sử của đảng này, đã đem lại những nhận xét tích cực cho Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2018,
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có trụ sở tại Đức đã tăng 2 điểm cho Việt Nam về tính minh bạch trong việc điều hành đất nước. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, làm việc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam ở Đại học Quốc gia Hà Nội, viết trên tạp chí chính trị châu Á Diplomat, thì bằng việc phát động chiến dịch chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng giành được sự ủng hộ lớn trong và ngoài đảng Cộng sản, được xem như một người liêm khiết, không tham nhũng. Mặt khác, cũng theo ông Giang, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật chính trị nhiều quyền lực nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam đương đại. Nắm việc kiểm soát cả ba bộ phận có thực quyền nhất đất nước là đảng Cộng sản, công an và quân đội. Chia sẻ quan điểm này của ông Nguyễn Khắc Giang, ông Phạm Chí Dũng nói. Đang xuất hiện cái khuynh hướng là ca ngợi tông ca Nguyễn Phú Trọng và đưa lên thành một thần tượng chính trị. Cho nên là khả năng rất nhiều là sẽ không có cái chuyện là Nguyễn Phú Trọng là rời bỏ ghế tổng bí thư vào đại hội giữa nhiệm kỳ nếu có cái đại hội đó. Và thậm chí là sẽ không có đại hội giữa nhiệm kỳ đâu mà chỉ có các hội nghị trung ương thôi. Và Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn là sẽ ngồi tới mãn nhiệm kỳ của cái khóa 12. Nếu không muốn nói là có thể là cả khóa 13. Sở dĩ ông Dũng nói như vậy là vì vào đầu năm 2016, lúc ấy ông Trọng đã 71 tuổi, được cho là vượt quá tuổi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đảng, cho nên đã có những lời đồn đãi là ông chỉ giữ phân nửa nhiệm kỳ tổng bí thư. Ngay lúc này lại có tin là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sửa hiến pháp để cho ông Tập Cận Bình có thể trở thành một nhà lãnh đạo suốt đời. Vậy với tình hình hiện nay là ông Trọng là nhân vật duy nhất có quyền lực và truyền thống lâu nay là Đảng Cộng sản Việt Nam hay làm theo những mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục cầm quyền sau năm 2021 và Việt Nam sẽ tiến tới mô hình Trung Quốc với quyền lực tập trung vào tay một người hay không? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng còn sớm để có thể xảy ra điều đó. Tình hình chính trường ở Việt Nam nó khác với chính trường ở Trung Quốc. Là chính trường ở Việt Nam vẫn còn cái mối tương quan quyền lực chưa ngã ngũ. Với quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ấy, thì mặc dù là đã về cơ bản là ông đã nắm hết. Cái đó là trên bình diện trên bề mặt thôi. Còn về chiều sâu thì có lẽ ông cần phải có một cái khoảng thời gian ra cố ít nhất là vài ba năm nữa giống như Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Giang thì cho rằng Việt Nam đang dần chuyển sang chế độ một người cai trị như Trung Quốc. Mặc dù theo truyền thống từ trước đến nay, sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam với mô hình quyết định tập thể có tính dân chủ tốt hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy không loại trừ khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền sau năm 2021, nhà báo Phạm Chí Dũng đánh giá việc Việt Nam theo bước Trung Quốc một cách thận trọng. Cho tới nay ở Việt Nam chưa có những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ theo chân Tập Cận Bình về cái việc là có một cái nhiệm kỳ thứ ba của Tổng Bí Thư. Chưa có dấu hiệu rõ ràng về chuyện này. Nhưng mà ngay trước mắt thì đang là cái trào lưu và xu thế nhất thể hóa. Cái khuynh hướng của cái xu thế nhất thể hóa này sẽ không dừng ở cấp quận huyện mà sẽ được đưa lên cấp tỉnh thành và chắc chắn là sẽ đưa lên tới cấp trung ương. Liệu là nó có diễn ra như kịch bản đã từng diễn ra ở Trung Quốc hay không? Nhất thể hóa là nói về việc sáp nhập bộ máy song trùng, đảng và nhà nước, trùng lắp lên nhau gây ra sự cồng kềnh và lãng phí. Trả lời câu hỏi ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng vào năm 2021, ông Phạm Chí Dũng nói rất khó đoán định việc này, vì hiện thời cái bóng quyền lực của ông Trọng là quá lớn. Người ta thậm chí không nói đến ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng sắp tới đây, như người ta đã từng bàn đến ông Phạm Quang Nghị vào năm 2015, ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang vào năm 2017. Một nhà nghiên cứu chính trị tại Việt Nam xin ẩn danh, nói với chúng tôi rằng ông Nguyễn Phú Trọng không có khả năng ở lại nắm quyền sau năm 2021 vì đã lớn tuổi gây ra nhiều sự phản đối. Và cũng theo nhà nghiên cứu này, người kế tiếp có khả năng cao nhất để giữ chức Tổng Bí Thư là ông Phạm Minh Chính, một đồng minh hiện nay của ông Trọng, từng làm việc ở ngành công an và đã từng thí nghiệm thành công mô hình nhất thể hóa tại tỉnh Quảng Ninh trước khi thăng tiến vào Bộ Chính trị, đảm nhận chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng.